Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục trang truyền hình địa phương. Trong chương trang của thị xã Hương Trà số tháng 7 này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự đề cập đến những nội dung sau. Song song với giải quyết việc làm tại chỗ, thị xã Hương Trà cũng thực hiện các giải pháp khuyến khích tạo điều kiện để người dân tham gia xuất khẩu lao động. Cần sớm triển khai các giải pháp để xử lý hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua một số xã phường thuộc thị xã Hương Trà. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, ngoài việc chủ trọng giải quyết việc làm tại chỗ, thị xã Hương Trà cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia xuất khẩu lao động. Hoạt động xuất khẩu lao động đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho người lao động, giúp gia đình họ có cuộc sống tốt hơn, đồng thời cũng mở ra hướng thoát nghèo mới cho địa phương. Cách đây 5 năm, gia đình ông Hinh vẫn nằm trong diện khó khăn của xã. Qua các buổi tư vấn giới thiệu các đơn hàng xuất khẩu lao động, ông Hinh nắm bắt được thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, tính ổn định của công việc và nguồn thu nhập khá cao khi tham gia xuất khẩu lao động làm việc tại các nước. Được chính quyền địa phương vận động, ông Hinh đã vay mượn số tiền trên 300 triệu đồng để cho con trai thứ hai đi tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nhờ tuân thủ nghiêm luật pháp của nước sở tại cùng với chăm chỉ, cần cù trong công việc, nên chỉ sau một năm làm việc tại Nhật Bản, con trai ông đã gửi tiền về trả hết số nợ vay mượn. Đến nay, ngoài xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa các phương tiện, gia đình ông Hinh cũng đã tích cóp có của ăn, của để. Con tôi ra nước ngoài tại Nhật Bản, thì nói chung làm ăn cũng được. Thu nhập tháng cũng là được là khoảng 30 triệu. Cho nên cái công việc cũng ổn định, tôi cũng rất mừng. Trong cái nhiệm vụ xuất khẩu lao động, thì đây là một cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cho đó không phải là ủy ban xã mà một mình mà thực hiện nhiệm vụ này, nhưng đó có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các ban ngành đoàn thể và nhất đó là cái đoàn viên thanh niên. Vì những cái độ tuổi này là điều là nằm trong cái độ tuổi của đoàn thanh niên, cho đó là đoàn thanh niên cũng như là các cái đoàn thể xã hội là mỗi lần các cái hội nghị cũng như là các cái buổi dã ngoại thì đều là tuyên truyền các cái vấn đề liên quan đến xuất khẩu lao động để cho các em nắm được. Là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo khá cao so với mặt bằng chung của thị xã, những năm gần đây, Hương Vân xác định việc đưa lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài phối hợp với các phòng, ban thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa của chương trình đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Địa phương luôn chú trọng các đối tác tư vấn tuyển dụng lao động có uy tín để tư vấn giới thiệu tuyển dụng lao động. Cách làm này đã phát huy được hiệu quả, góp phần tạo nên niềm tin cho người dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tính đến 6 tháng đầu năm 2023, phường Hương Vân đã hoàn thành 12 trên 15 chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài và số lao động này có công việc ổn định với thu nhập khá cao. Nắm bắt được chủ trương của Nhà nước, có như là có hướng định hướng, có như là xuất khẩu lao động cho cung cấp lao động cho các nước, trong đó là có thị trường Nhật Bản. Thì gia đình tôi nắm bắt được tình hình đó và tôi đã cho con gái tôi đã xuất khẩu qua Nhật Bản được 3 năm rồi. Đó. Cái vấn đề về cái phương tiện thu nhập thì nó có thuận lợi hơn ở lao động ở Việt Nam mình. Cho nên thu nhập đồng lương ở Nhật Bản thì nó có cao hơn Việt Nam nhiều. Do đó cho nên nó cũng đã trang trải giúp đỡ cho gia đình chúng tôi là có những cái sửa chữa nhà cửa rồi mua sắm những cái phương tiện cần thiết trong gia đình nhiều. Thế thì qua nắm bắt thì đối với những lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng thì đời sống kinh tế là khá hẳn, đặc biệt thì đã cải thiện cuộc sống gia đình, thì từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đặc biệt thì một số cái đời sống của hộ gia đình được cải thiện, nhà cửa khang trang và từng bước thì góp phần cho địa phương trong cái việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp. Năm 2023, thị xã Hương Trà phấn đấu đưa từ 80 đến 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể từ thị xã đến xã phường, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn cũng như hỗ trợ người lao động tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời lựa chọn các đơn vị tuyển dụng lao động có uy tín để giới thiệu tư vấn tuyển dụng lao động tại các địa phương. Như vậy, trong 2 năm qua, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng số lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng trong những tháng đầu năm nay, thị xã đã có 81 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cần nhiều cái biện pháp, giải pháp trong thời gian tới là
tăng cường công tác là tuyên truyền, vận động, tập trung vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng của thị xã, của chính quyền địa phương. Thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm sao đó người lao động dễ biết, dễ hiểu để nắm bắt thị trường lao động ngoài nước. Thứ ba là về thông tin thường xuyên về nhu cầu của các cái đơn hàng của các doanh nghiệp nước ngoài để rồi lao động có nhiều cái lựa chọn để đạt được cái thu nhập cao hơn, tạo điều kiện hết sức cho các doanh nghiệp có năng lực, có uy tín và có kinh nghiệm trong việc tư vấn tuyển chọn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực tế cho thấy xuất khẩu lao động từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân ở thị xã Hương Trà, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là cơ hội để lao động học hỏi, trau dồi và tích lũy kiến thức về nghề đã được đào tạo, nâng cao trình độ, dễ dàng tìm kiếm những việc làm phù hợp sau khi trở về quê hương với mức thu nhập cao, ổn định, góp phần xây dựng quê hương Hương Trà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua một số xã phường của thị xã Hương Trà diễn ra từ vài năm nay và ngày càng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn. Dù địa phương đã đầu tư xử lý khẩn cấp tại một số điểm, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài, cần có sự nghiên cứu và sớm triển khai các giải pháp mang tính bền vững. Có như vậy, các hộ dân sinh sống trong những khu vực sạt lở mới yên tâm sinh sống, làm ăn lâu dài. Bởi sạt lở hiện nay không chỉ khiến người dân mất đất sản xuất mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn về tính mạng và tài sản. Tình trạng sạt lở xâm thực của sông Bồ trên địa bàn xã Hương Vân xảy ra từ các đợt mưa lũ cuối năm 2020 và vẫn tiếp diễn cho đến nay. Trong đó, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất ở tổ dân phố Lai Thành với chiều dài hơn 700 mét đe dọa trực tiếp đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của hơn 40 hộ dân sinh sống trong khu vực. Chị Phương có nhà nằm rất gần với điểm sạt lở cho biết, cứ mỗi lần xảy ra mưa lớn, tình trạng sạt lở lại tiến sát hơn, ăn sâu vào vườn tược, nhà cửa. Và cứ đa tiếp diễn như thế này, nỗi lo lắng bất an càng tăng lên khi mùa mưa bão lại sắp đến. Mưa chừng mỗi lần lỡ chừng nấy mà chúng lỡ lần bố con thấu trứng rồi. Là con ngã phía dưới nhà em đây lần lỡ thấu trứng, con phía nhà dưới lên nó chúng là họ vô thấu này. Nên do dưới của họ rồi, là vô lỡ ghê lắm. Nên giờ chứ là em giờ cấp tiến là để mừng ca sớm chung mô cho dân Lai Thành hai là nhờ chừng nấy. Chứ cũng là trống mong lâu lắm rồi. Đã cấp tiến thì coi như ở gần sông đây thì quá khổ. Một lần mưa lụt là coi như là quá cực. Thứ nhất là nhà xuống cấp, không làm nhà không dám làm sợ hơn tôi. Nên dân ở đây cũng muốn kiến nghị với cấp tiến trung ương và tỉnh. Nó tạo điều kiện cho dân đây khỏi kè để cho khỏi là sạt lở để dân an tâm an cư lạc nghiệp. Đối phương vâng, trong những năm qua cái tình hình sạt lở bờ sông thì nó diễn ra hết sức phức tạp. Ở đây thì có 3-4 đoạn, thứ nhất là ở Lê Thành Sơn Công là bằng 1 là bằng 2. Rồi là Lê Thành 2. Thì đối với là bằng 1 là bằng 2 thì đã có chủ trương đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên ở tổ dân phố Lê Thành 2 thì cái vấn đề này sạt lở thì càng ngày càng nghiêm trọng và cứ mỗi đợt lũ thì nó sẽ ăn sâu vào đất của bà con là tầm khoảng 5 đến 10 mét. Thì từ những năm trước thì đến nay thì ăn sâu vào 50 mét. Thì để ổn định cuộc sống cho bà con thì chính quyền địa phương Phương Vân cũng kiến nghị với trung ương, với tỉnh sớm xây cái kè để cho bà con an cư lạc nghiệp. Trong thời gian qua, để kịp thời chủ động ứng phó với vấn đề sạt lở bờ sông, thị xã Hương Trà cũng đã tập trung ưu tiên bố trí kinh phí để khắc phục cả khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhà nước và nhân dân. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, thị xã đã thực hiện các công trình dự án xử lý khẩn cấp điểm sạt lở bờ sông Bồ qua các phường Tử Hà, Hương Xuân và Hương Văn với chiều dài hơn 1,3 km, tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Đặc biệt, kịp thời triển khai di dời dân đối với một số khu vực trong trường hợp cấp thiết. Chỉ đạo các địa phương chủ động trong phòng ngừa, đảm bảo an toàn, kịp thời khắc phục các vị trí sạt lở trong khả năng của địa phương. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên việc khắc phục tình trạng sạt lở so với nhu cầu thực tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cho nên là do có nhiều cái điểm sạt lở cũng như là cái suất đầu tư của xây dựng kè là rất là lớn, ngân sách địa phương thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
cho nên là rất là khó để mà đầu tư thực hiện trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì thị xã Hương Trà cũng đã được sự quan tâm đầu tư xây dựng kè sông Bồ tại một số điểm như là ở Từ Hà, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn. Trong cái thời gian tới thì cũng kính đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, các sở ngành quan tâm và tiếp tục hỗ trợ đầu tư khắc phục các cái điểm sạt lở ở trên địa bàn, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố Lê Thành để người dân sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trong cái mùa mưa bão sắp đến. Bên cạnh tập trung khắc phục cả khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, giải pháp trước mắt, chính quyền các địa phương đẩy mạnh triển khai là tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng thực sự an toàn trước thiên tai. Về lâu dài, chính quyền địa phương và người dân trong tỉnh và trung ương cần sớm quan tâm khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, cũng như sớm đầu tư xây dựng đê kè chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.